Ở trong bài học hôm nay sẽ giới thiệu về 6 cái loại mô hình công ty chính. Có thể là các bạn gặp ở bên ngoài có những cái mô hình công ty khác ở trong 6 cái loại hình này. Tuy nhiên ấy, thì nhìn chung thì hầu như là những cái công ty công nghệ thì nó sẽ đi theo một trong 6 cái mô hình này. Đầu tiên là cái dạng công ty truyền thống. Thứ hai là công ty giải pháp phần mềm, outsourcing. Thứ ba là những cái công ty startup giai đoạn đầu và giai đoạn giữa. Và thứ năm là công ty design agency. Và cuối cùng là những cái công ty tập đoàn lớn. Thì mình sẽ đi phân tích từng cái loại mô hình công ty một, xem là ở hiện nay ở Việt Nam thì những cái mô hình công ty này, vị trí của nhiều người UX, UI designer họ đang nằm ở đâu và cái công việc của họ trong cái những cái mô hình như thế này thì họ làm cái công việc như thế nào. Đầu tiên là dạng công ty truyền thống, đúng không ạ? Cái nhóm công ty này thì thường có cái team tuyển dụng là tuyển UX, UI designer hay là ngược lại là UI, UX designer. Cái team này thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều trên các team tuyển dụng này, trên các trang tuyển dụng này, trên các group về UX, UI, đúng không ạ? Tuyển UX, UI designer. Thì cái vị trí này thì thông thường nó sẽ thuộc cái phòng phòng truyền thông hoặc là phòng marketing hoặc là phòng business. Mà những cái title như thế này thông thường thì thiên về UI rất là nhiều. Và cái vị trí UX designer thì hầu như là chưa xuất hiện. Nói một cách vui thì các bạn đi vào đây thì các bạn sẽ giống như là một thợ vẽ vậy, thợ vẽ về UI. Các bạn sẽ không có quá nhiều cơ hội để phát triển về cái ngành UX research, về nghiên cứu về người dùng, về usability testing các thứ, hầu như là không có. Các bạn sẽ áp dụng những kiến thức mà các bạn đã được học trong kỳ 1 là nhiều hơn, chứ còn cái những cái thứ về nghiên cứu về UX thì nó hầu như là chưa xuất hiện. Cái ưu điểm của cái loại hình công ty truyền thống này thì số lượng tuyển dụng rất là cao, đúng không? Các bạn nhìn thấy rất là nhiều những cái team tuyển dụng dạng như thế này, tuyển dụng UI, UX designer. Và bởi vì nó số lượng tuyển dụng cao nên là cái cơ hội xin việc nó cũng cao thêm. Và thông thường những cái công ty kiểu như thế này thì họ không có đòi hỏi chuyên môn quá là cao. Và những cái bạn nào mà muốn được học hỏi và được thử nghiệm nhiều cái kiến thức ấy, thì các bạn có thể là apply vào những cái công ty kiểu như thế này. Kiến thức nó sẽ kiểu về marketing, về kinh doanh, về thiết kế. Thì mấy cái công ty kiểu này nó hay về làm những cái landing page phục vụ cho business, phục vụ cho cái mảng marketing truyền thông ấy. Thì các bạn có thể thấy là landing page thì nó không có quá nhiều những cái flow nó phức tạp, mà các bạn có thể tận dụng được cái kỹ năng về UX của mình. Thì những cái công ty như thế này sẽ phù hợp cho các bạn là fresher, hoặc là những cái bạn vừa mới ra trường ấy, mà các bạn vừa mới học xong cái khóa UI, thì có thể apply vào những cái vị trí kiểu như này. Tuy nhiên bên cạnh những cái ưu điểm như thế thì nó sẽ bị dàn trải cái kỹ năng. Thậm chí là title của các bạn là UI UX designer hay là UX UI designer cũng vậy. Thì nhưng mà cái công việc của các bạn làm thậm chí có thể là thiết kế logo này, thiết kế standee này, thiết kế banner này. Đó, kiểu lai một chút giữa UI UX designer và graphic designer, đúng không ạ? Mình sẽ không kiểu tận dụng hết được cái cơ hội để trở thành một cái người đi theo hướng chuyên sâu về UX UI, mà kiểu hơi bị lan man một chút trong những cái ngành nghề khác liên quan, ví dụ như branding hay graphic, đúng không? Lời khuyên cho các bạn ở khi mà nếu các bạn không còn cái sự lựa chọn nào khác thì có thể là lựa chọn là những cái công ty truyền thống kiểu như thế này. Tuy nhiên mà nếu được lựa chọn và có những cái cơ hội khác thì mình không khuyên các bạn vào ở những cái công ty kiểu như thế này. Không phát huy tối đa được cái kỹ năng về UI UX mà còn bị giảm trải cái công việc, mà nó những cái công việc nó không mang tính chuyên môn của mình, thì nếu mà bí lắm thì ok vào đây cũng được, nhưng mà nếu mà được lựa chọn thì mình không khuyên các bạn ở đây. Nhớ nhá. Một cái dạng công ty tiếp theo là công ty outsource, công ty giải pháp phần mềm. Cái kiểu công ty này ấy, thì là nó sẽ đi theo cái nhu cầu khách hàng, nhận cái dự án từ phía client này, và họ sẽ ví dụ như là khách hàng yêu cầu là tôi cần một cái website về giới thiệu thương mại điện tử bán đồ gia dụng chẳng hạn, thì cái công ty outsourcing này họ sẽ nhận cái yêu cầu từ khách hàng và tập trung vào việc đưa ra những cái giải pháp kỹ thuật này, công nghệ và thậm chí là cả về design đem bán cho các cho cái khách hàng đấy. Cái công ty này thì UX hầu như là cũng chưa xuất hiện và chủ yếu là UI thôi. Cái công ty này thì họ sẽ cần cái kiểu là UI UX design nói chung, và cái việc mà research, cái công việc về nghiên cứu ấy, thì hầu như là chưa xuất hiện nhiều, và chủ yếu các bạn sẽ design UI là nhiều, chứ còn nghiên cứu chuyên sâu về user thì hầu như là chưa có ở những cái công ty kiểu như thế này. Cái ưu điểm đầu tiên mình sẽ nói về ưu điểm nhé, ưu điểm của những cái công ty dạng outsource như thế này thì các bạn sẽ có cơ hội được làm việc với cái nhiều bộ phận khác nhau liên quan đến cái việc xây dựng sản phẩm, ví dụ như là product owner này, BA này, rồi front end này, back end này, rồi QA, tức là
một cái team để phát triển sản phẩm. Cái cơ hội, nếu mà cơ hội các bạn làm việc ở đây ấy, thì các bạn sẽ được làm việc với nhiều bộ phận và mình sẽ biết mỗi một bộ phận một ít là họ vận hành như thế nào, họ làm ra làm sao, thì cái tức là cái mindset về cái tư duy hay là cái được về những cái mô hình làm việc thì các bạn sẽ được hiểu rất là rõ khi mà làm việc ở những cái công ty outsource như thế này. Và có một cái ưu điểm ở công ty outsource đó chính là các bạn được tiếp xúc với rất là nhiều dự án khác nhau, đúng không ạ? Có rất một công ty thì đương nhiên là người ta không chỉ làm việc cho một khách hàng, một kiểu client, mà họ liên tục nhận những cái dự án khác nhau của nhiều khách hàng khác nhau. Thì cái ưu điểm khi mà làm việc ở những công ty này thì các bạn sẽ được thử nghiệm rất là nhiều cái dự án, kiểu trên cái cơ hội như này sẽ improve rất là nhiều cho các bạn, đặc biệt là về UI, các bạn làm được rất là nhiều dự án khác nhau. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà được thử sức với nhiều dự án khác nhau thì nó cũng là một cái nhược điểm khi mà các bạn làm việc ở cái công ty dạng như thế này. Thì bởi vì mỗi một khách hàng khi mà họ đưa ra sản phẩm này, sau đó các bạn công ty làm xong các bạn bàn giao cho khách hàng, đúng không? Không hề có một cái quy trình maintain hay là phát triển chung hay là ăn ngủ cùng với sản phẩm ấy, thì nó sẽ không có cái cơ hội để đánh giá hay là nghiên cứu về mặt UX và product, đúng không? Các bạn nhận xong một dự án A bàn giao cho khách, các bạn xong thế là xong luôn, đúng không? Không cần biết là cái dự án A đấy, cái sản phẩm A thì nó vận hành như thế nào, nó có cái lỗi như thế nào, user sử dụng ra làm sao, thì các bạn không phải biết. Các bạn bàn giao khách hàng xong rồi, xong lại tiếp tục nhận cái dự án B đến tận cái cứ như vậy thì cái yếu tố về UX ấy, nó chưa được nhiều và nó chưa có ở trong cái những cái công ty giải pháp phần mềm này. Cũng có thể là các bạn sẽ nói có những khách hàng này họ yêu cầu và mình một cái công ty agency này, họ công ty outsource này, họ phải làm cho cái dự án của họ từ đầu đến cuối, tức là kiểu order thẳng cái công ty outsource này chăm sóc cái dự án đấy luôn. Nhưng mà cái số lượng đấy thì hầu như là không có nhiều và nó rất là ít. Nên là hầu như ấy là cái công ty outsource này, cái dạng công ty khi mà làm ở dạng công ty này thì các bạn sẽ gặp phải cái vấn đề là làm UI liên tục và cái mặt UX này thì chưa tận dụng được, đúng không? Bàn giao khách xong là xong thôi, thì không có cái việc gì mà các bạn tiếp tục ăn ngủ cùng với cái sản phẩm các bạn vừa làm ra nữa. Thì đây là cái dạng công ty thứ hai, là công ty dạng phát phần mềm. Không biết là ở đây có bạn nào làm ở trong những cái dạng công ty kiểu như thế này không, thì mọi người có thể chat vào trong trong Zoom nhé. Nếu mà mình không để ý thì hy vọng mong các bạn mentor có thể là giải đáp giúp mình, bởi vì trong lúc giảng bài có thể là không kịp để ý những cái tin nhắn ở trong trong chat. Thì hai bạn mentor online thì có thể là nếu mà mình chưa kịp trả lời thì hai bạn có thể là trả lời giúp mình nhé. Tiếp theo, tiếp một cái dạng công ty nữa là công ty startup. Công ty này thì thấy rất là nhiều, đúng không ạ? Hiện nay thì cái công nghệ kiểu IT là vua của mọi nghề, đúng không? Rồi công nghệ phát triển nên là những cái startup công nghệ mọc lên như là nấm luôn, rất là nhiều. Thì cái mục tiêu của những cái công ty startup này là gì? Là họ muốn đưa những cái sản phẩm ra thị trường càng nhanh càng tốt. Và cái sản phẩm đấy họ đưa ra ấy, thì nó sẽ đánh giá được cái mức độ phù hợp với cái thị trường Việt Nam theo cái quy trình Lean. Và cái quy trình Lean như thế nào thì lát nữa ở cái phần framework thì chúng ta sẽ được học cái mô hình ở cái dạng công ty startup này như thế này. Nó sẽ là làm này, xong rồi sửa này, xong rồi làm này, xong rồi lại sửa này. Đấy, xong rồi nó liên tục như vậy, cứ làm rồi lại sửa, làm xong lại sửa luôn. Thì cái này nó cũng có một cái ưu điểm khiến cho cái sản phẩm của các bạn nó sẽ dần dần tốt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thì tại sao lại cái công ty dạng startup này nó lại cần có một cái là đưa sản phẩm ra càng nhanh càng tốt, đúng không? Vì startup mà họ cần phải có sản phẩm nhanh để đem đi đưa cho các nhà đầu tư để gọi vốn, đúng không? Họ phải cần nhìn được là sản phẩm của tôi, của các công ty này nó đang hình hài nó như thế nào, nó vận hành ra làm sao. Chứ mà bây giờ các bạn nguyên là một cái quy trình design thinking này, thì thiết research này, rồi đến design này, rồi test thì nó rất là lâu. Thay vào đó họ sẽ đi theo cái quy trình là quy trình Lean UX, là làm này, xong rồi sửa này, xong rồi làm, xong rồi sửa, nó cứ quay vòng như thế liên tục. Cái lợi ích khi mà làm trong cái môi trường startup này là các bạn sẽ được làm việc từ đầu, tức là kiểu xuất hiện ngay từ khi thai nghén của những sản phẩm này, như kiểu là người đầu tiên đặt cái nền móng cho cái sản phẩm đó vậy. Tuy nhiên ở những cái công ty như này thì cũng chưa có UX và research, nó chưa xuất hiện, chủ yếu các bạn cũng là những cái người thợ vẽ UI designer thôi, và nó chưa đầu tư quá nhiều về cái mặt UX và research. Thì do đó cái những cái công ty giai đoạn đầu startup này thì nó sẽ đem lại cho các bạn nhiều cái cơ hội việc làm hơn, và những cái công ty này cũng rất là phù hợp với những cái nhóm fresher hay là junior. Bởi vì sao?
Bởi vì họ cũng công ty startup thì đôi khi những cái sản phẩm nó cần ra nhanh mà cũng không cần phải có một người kiểu biết quá là nhiều về UX. Và bởi vì những cái công ty startup thì họ môi trường rất là trẻ đúng không? Thì ở những công ty này các bạn cũng được làm trong một cái môi trường khá là trẻ trung, năng động, và những cái đồng nghiệp của mình xung quanh cũng khá là trẻ. Thì đấy cũng là một cái ưu điểm khi mà làm trong một cái môi trường startup ở giai đoạn đầu. Rồi, thế thì bên cạnh những cái ưu điểm như thế này, rất là nhiều ưu điểm, thế thì nhược điểm thì sao? Nhược điểm ở cái khi mà các bạn làm việc trong môi trường startup giai đoạn đầu thì nó cũng khá là giống khi mà các bạn làm trong môi trường công ty truyền thống, thì nó bị cái khả năng bị dàn trải, thậm chí là vẽ UI UX này, rồi dựng video này, rồi lên vẽ branding, hay là thậm chí là thiết kế graphic đó. Thì những cái công ty startup thì họ chưa quá là nhiều vốn đầu tư chẳng hạn, thì họ sẽ tuyển dụng một bạn, xong rồi họ có thể làm cái bạn đấy thì có thể làm được rất là nhiều vị trí khác nhau. Thì đương nhiên khi đó thì cái chuyên môn của bạn nó sẽ bị dàn trải ra nhiều cái khác, không chuyên về một cái mặt là UI UX nữa. Khi đó ngoài ra thì có một cái là các bạn làm việc trong môi trường startup ấy, thì nó không ổn định. Startup thì rất là dễ bị chết. Mình cũng kinh qua vài cái công ty startup rồi và cũng trải qua một vài cái trường hợp mà công ty startup bị ói e, kiểu tèo luôn, không kiểu nó biến mất và không thể tiếp tục làm gì được nữa. Lúc đấy thì phải chọn một cái môi trường làm việc khác. Thì đó cũng là một cái nhược điểm khi mà các bạn làm việc trong môi trường startup. Ngoài ra ấy, thì còn một cái nhược điểm nữa khi mà các bạn làm việc trong một cái môi trường startup giai đoạn đầu và nó nhỏ, thì cái này nó sẽ không về phải về UX nữa, mà nó kiểu về cái môi trường làm việc của các bạn, hay là cái đãi ngộ, cái benefit ở cái công ty kiểu này thì nó thường là hơi thấp. Cái đãi ngộ ở cái mấy công ty này thường là thấp. Nhưng mà thì những cái công ty này thì nó sẽ có một cái môi trường khá là trẻ trung, năng động đúng không, vui vẻ. Thì đương nhiên là hai cái việc này các bạn phải đánh đổi thôi, các bạn muốn như nào. Thì ví dụ các bạn muốn một cái môi trường thoải mái thì các bạn có thể lựa chọn, nhưng mà các bạn muốn môi trường chuyên nghiệp và thì các bạn lựa chọn những cái công ty nó lớn hơn đó. Thì đây là một là cái giới thiệu về công ty startup giai đoạn đầu. Công ty này dạng kiểu như này thì cũng khá là phù hợp cho những cái bạn fresher và mới ra trường. Các bạn, những cái bạn mà các bạn vừa học xong cái khóa về UI level 1 thì các bạn hoàn toàn có thể apply vào những cái vị trí UI designer ở những cái công ty startup kiểu như thế này. Đương nhiên khi các bạn vào đây thì các bạn phải tự bơi một mình và tự sẽ rất là khó khi mà nếu mà công ty nó có khó có cái trường hợp mà công ty này đã có một senior để hướng dẫn các bạn, không có đâu, thường là không đâu, các bạn sẽ phải tự bơi một mình, gần như là giám đốc design của công ty startup đấy, trưởng phòng thiết kế cho một công ty startup kiểu vậy. Bởi vì phòng design không có ai cả, mỗi mình bạn thôi. Tiếp theo, cái nó lớn hơn một xíu là công ty startup giai đoạn giữa. Ở cái giai đoạn này ấy, thì cái công ty họ đã có một cái sự, có một cái chỗ đứng trong cái thị trường rồi. Tức là họ đã chứng minh được sản phẩm và tiến vào một cái giai đoạn nó ổn định hơn. Thì trong cái lúc này, công ty nó sẽ scale up nhân sự lên rất là nhanh và team thiết kế họ cũng đông hơn và các vai trò nó sẽ được phân hóa rõ ràng hơn. Thì trong những cái trường hợp này, sản phẩm của những cái công ty startup đó nó cũng bắt đầu xuất hiện những cái vị trí để cải tiến sản phẩm, thì lúc đấy UX designer sẽ xuất hiện đúng không ạ? Có một vài công ty thì vẫn duy trì cái vị trí chung chung là UI UX designer theo nhu cầu tùy thôi, nhưng mà trong phần này, trong cái bài này thì mình sẽ nhắc đến những cái công ty mà có cái vai trò là UX designer. Bởi vì sao? Bởi vì là startup giai đoạn giữa rồi, họ đã có chỗ đứng trên thị trường rồi, họ sẽ cần phải là phát triển những cái sản phẩm của mình nó đi theo một cái hướng nó hướng tới người dùng nhiều hơn đó. Mình sẽ cần phải là chú trọng nhiều hơn về cái phần UX, thì khi đó nó sẽ xuất hiện những cái vị trí kiểu như là UX designer này, rồi UX researcher này, UX writer, và nó sẽ phân hóa giữa UX và UI ra thành hai cái vị trí khác nhau là UX và UI designer đó. Khi mà làm việc ở những cái công ty startup giai đoạn giữa như thế này ấy, thì có khá là nhiều ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên là nó có sự phân hóa giữa các role như thế này rồi, thì các bạn sẽ có cái cơ hội phát triển chuyên sâu về mặt chuyên môn, có thể là theo hướng UI design, có thể là theo hướng UX design. Và những cái bạn ví dụ như là mình muốn về content chẳng hạn, thì có thể là có những cái vị trí là UX writer như thế này. Thì khi đó có những cái role là UX designer rồi, các bạn sẽ không phải là vẽ vời theo cảm tính nữa, các bạn sẽ có những cái chiến lược đo lường sản phẩm, research các thứ ấy, theo có thể là định lượng và nghiên cứu định tính. Thì nó sẽ khi các bạn làm như thế thì sẽ không vẽ vời design theo cảm tính nữa, bởi vì nó có một cái chỉ số đo lường nó cụ thể hơn rất là nhiều rồi.
ở những cái công ty như thế này thì nó phù hợp với tất cả các role, từ fresher, từ junior cho đến những cái người mà senior. Môi trường kiểu như này thì sẽ phù hợp với những bạn nào mà muốn là tôi không muốn làm một cái vị trí nó dàn trải cả UX, UI, mà tôi muốn làm một cái vị trí nó chuyên sâu hơn, chỉ UI thôi hoặc là chỉ UX thôi. Đó. Thì đây là cái ưu điểm của những cái công ty startup giai đoạn giữa. Các bạn có thể hình dung ví dụ như mấy công ty kiểu như Momo ấy, nó cũng là một cái dạng một kỳ lân startup đúng không? Nó bây giờ nó đang theo hướng ổn định hơn rất là nhiều rồi, và nếu các bạn thấy những cái team tuyển dụng của họ thì nó sẽ phân ra những cái vị trí riêng biệt nhau là UX designer này, UI designer này, rồi UX writer này, các thứ như thế, thì nó sẽ phân hóa lên rất là nhiều. Ngoài ra ấy, thì ở trong cái công ty giai đoạn giữa như thế này thì nó sẽ có một cái ưu điểm là nó sẽ tin cậy hơn, có những cái dữ liệu như nào nhỉ, có những cái công có cái vị trí mà nó họ chuyên làm về dữ liệu liệu về data ấy, có một thậm chí có những cái phòng chuyên về BI, business intelligence, ví dụ như là công ty của mình chẳng hạn, có một phòng ban chuyên về data thôi, thì khi đấy cái người làm UX designer ấy nó có những cái con số để đánh giá kết quả thử nghiệm nó chính xác hơn so với cái việc mà làm ở công ty startup giai đoạn đầu, thì các bạn lúc đấy làm về cảm tính rất là nhiều, không có cái gì đánh giá cả, thì nó rất là khó. Và ngoài ra ấy, làm trong cái công ty này thì các bạn cũng được gọi là gì nhỉ, là được tiếp xúc với nhiều các vị trí khác nhau trong một cái quy trình phát triển sản phẩm, ví dụ như là frontend dev này, rồi tester này, rồi product owner này, rồi project manager này, các thứ như vậy, thì nó sẽ là cái quy trình như thế này, các bạn sẽ tiếp xúc được nhiều người, các stakeholder khác nhau, và các bạn phát triển được cái kỹ năng về giao tiếp của mình, về quản lý sản phẩm của mình cũng tốt hơn rất là nhiều so với những cái công ty mà các bạn chỉ có một mình làm từ đầu đến cuối kiểu như thế. Tuy nhiên bên cạnh những cái ưu điểm thì nó cũng có cái nhược điểm. Đối với những cái bạn mà vừa muốn phát triển cả về UX và vừa muốn phát triển cả về UI ấy, thì cái công ty startup giai đoạn giữa này nó sẽ không phù hợp với những cái bạn có cái xu hướng làm như thế. Nó sẽ chỉ chuyên về một cái role thôi, UX, UI. Đó. Cái này thì khi mà các bạn học xong cái khóa học này thì các bạn sẽ hy vọng là sau khi kết thúc học kỳ này thì các bạn sẽ có một cái lựa chọn là không, mình sẽ đi theo cái hướng là chuyên môn, là chuyên về UX hoặc là chuyên về UI, hay là mình sẽ đi theo một cái hướng là nó sẽ tổng quát hơn là vừa UX vừa UI. Thì đó, khi đó khi học xong cái khóa này hy vọng các bạn sẽ đưa được một cái lựa chọn của cái con đường nghề nghiệp của mình nó rõ ràng hơn, thì lúc đấy thì các bạn sẽ lựa chọn được những cái công ty nó phù hợp với cái mong muốn của mình. Tiếp theo, một dạng công ty nữa là design agency. Cái này thì nó cũng hơi na ná với cái công ty kiểu công ty outsourcing ấy, nhưng mà cái công ty giải pháp phần mềm outsourcing thì nó sẽ là design này, vừa design này, vừa code này, rồi phân tích nghiệp vụ các thứ. Nhưng mà cái công ty design agency này thì nó chỉ chuyên về mảng thiết kế thôi, tức là chuyên môn về thiết kế UI UX hoặc chuyên thiết kế những cái sản phẩm branding, thì đây là dạng công ty agency. Ở cái công ty này thì xuất hiện khá là nhiều role về design, có thể là UX design này, UX research này, UX writer này, UI designer này, motion designer, và thậm chí là có những người làm về graphic nữa cũng có ở trong những cái công ty kiểu như thế này. Ở cái công ty agency, design agency này thì có rất là nhiều cái, đầu tiên cái ưu điểm đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó là các bạn sẽ không phải là tự bơi một mình, không phải là giám đốc design kiểu một cách bất đắc dĩ ở trong giống như công ty truyền thống nữa. Các bạn ở đây sẽ được tiếp xúc với rất là nhiều những cái người có cùng chuyên môn với mình và được học hỏi, cơ hội học hỏi rất là nhiều. Bởi vì nó xuất hiện khá là nhiều những cái người làm thiết kế giống như mình đúng không ạ? Thì các bạn được trao đổi kiến thức khá là tốt ở những công ty design agency như thế này. Ngoài ra nó cũng tương tự, khi mà các bạn giống như cái công ty outsourcing ấy, thì cái ở khi mà làm ở công ty design agency này, các bạn sẽ có cơ hội được làm với nhiều dự án khác nhau, được trải qua, được gặp nhiều người khách hàng các thứ đấy. Làm ở đây thì hết dự án này đến dự án khác, và các bạn được trải qua khá là nhiều những cái tiếp xúc được với nhiều dự án khác nhau, thì lúc đấy cái portfolio của bạn cũng sẽ dày lên. Thì đây cũng là một cái ưu điểm của cái công ty design agency này, nếu mà các bạn có cơ hội làm việc ở trong này. Tuy nhiên cái ưu điểm đấy nó cũng chính là cái nhược điểm, là bởi vì là có bị chi phối về cái nhiều cái dự án khác nhau ấy, thì dẫn đến cái việc về tư duy về business của sản phẩm nó cũng bị khó thay đổi theo. Ví dụ nhé, các bạn đầu tiên các bạn nhận một cái dự án UX designer, UX design cho một cái dự án về quảng cáo chẳng hạn, các bạn cũng phải hiểu được là cái vận hành của quảng cáo nó như thế nào đúng không? Rồi các bạn phải hiểu được những cái chuyên môn, những cái thuật ngữ của những cái ngành quảng cáo đấy nó đang vận hành ra làm sao, thì các bạn mới có thể là thiết kế được sản phẩm. Sau đó các bạn chuyển sang một cái dự án khác,
các bạn lại làm một cái dự án về thương mại điện tử chẳng hạn, thì khi đấy cái business của cái bọn thương mại điện tử nó lại khác, rồi sau đó lại chuyển sang cái sản phẩm về fintech chẳng hạn, lúc đấy thì nó cái business của cái sản phẩm thì nó lại khác. Thì khi đấy cái tư duy về business thì nó cũng một là một cái nhược điểm khi các bạn phải thay đổi liên tục về những cái này. Nếu mà các bạn có muốn kiểu try hard để tiến bộ thật nhanh ấy, làm tiếp xúc với nhiều dự án, thì cái công ty đây Design Agency là một cái cơ hội khá là tuyệt. Mình thì không nhắc đến là tất cả các công ty Design Agency nhé, mình chỉ đang nói đến là những cái công ty Design Agency mà nó có cái vai trò UX Design, thì ở cái công ty như thế này các bạn có cơ hội thì nên apply vào những cái công ty như thế này, được trải qua rất là nhiều cái dự án khác nhau và được học hỏi rất là nhiều. Mọi người nếu có cơ hội thì có thể apply vào đây. Một cái công ty, một cái mô hình công ty cuối cùng là những cái công ty và cái tập đoàn lớn, có thể ví dụ như là Google này, rồi những cái công ty kiểu ngân hàng lớn như Techcombank này, Vietcombank các thứ, đúng không ạ? Ở những cái công ty này thì nó đầu tư vào trải nghiệm khách hàng nhiều, khi đó là cái vai trò UX designer ấy, nó được cực kỳ là coi trọng, đúng không ạ? Ở những cái môi trường công ty lớn như thế này thì họ tuyển dụng rất là nhiều những cái vị trí liên quan đến UX, UX design, UX research, UX writer, đúng không? Rồi có một cái vị trí riêng là UI design đó. Thì những cái công ty như thế này họ sẽ làm, nó có những cái vị trí tuyển nhiều cái vị trí nó chuyên môn hóa hơn rất là nhiều. Đôi khi cũng có một vài cái công ty tập đoàn lớn họ tuyển dạng UI UX designer, thì khi đấy mình sẽ xếp những cái công ty là dạng công ty truyền thống. Còn cái công ty tập đoàn lớn ở đây ấy, mà mình nhắc đến thì sẽ là có cái vai trò tách biệt của một người thiết kế trải nghiệm người dùng là UX designer. Khi mà làm ở những cái công ty như thế này thì cái cơ hội, cái ưu điểm khi mà bạn làm việc ở đây là gì? Là các bạn sẽ có cái cơ hội lớn lên cùng sản phẩm. Một sản phẩm nó có rất là nhiều dự án khác nhau, nó một thậm chí là một cái tính năng thôi thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để các bạn có thể deliver được. Khi đấy thì các bạn sẽ hiểu sâu hơn rất là nhiều về sản phẩm. Các bạn sẽ làm nó mang tính chuyên môn hóa hơn, và nó đi theo cái cơ hội nghề nghiệp của bạn khi đấy thì nó sẽ được phát triển theo hướng là chuyên gia, tức là chuyên về UX thôi, chứ không phải là bị dàn trải là vừa UX hay là vừa UI nữa. Một cái rất là quan trọng khi mà các bạn làm việc trong môi trường công ty tập đoàn lớn là gì? Là đồng nghiệp giỏi, đúng không ạ? Trong những cái môi trường như thế này thì bạn sẽ tiếp xúc được rất là nhiều với người giỏi về chuyên môn. Thậm chí không chỉ là về trong nước, người trong nước, thậm chí là cả những cái đồng nghiệp nước ngoài nữa, đúng không ạ? Thì lúc đấy các bạn sẽ được học hỏi, nếu mà các bạn chịu khó học hỏi thì các bạn sẽ được học hỏi và tiếp xúc khá là nhiều. Ok ạ. Tiếp xúc rất là nhiều với những cái đồng nghiệp giỏi, thậm chí là những cái người sếp giỏi nữa. Tuy nhiên nhược điểm khi mà làm việc ở trong cái bộ máy công ty tập đoàn lớn như này thì nó sẽ gặp một cái nhược điểm là đôi một vài cái công ty nó sẽ cái bộ máy kiểu hơi nhà nước một tí, là nó sẽ liên phải các bạn mỗi khi làm một cái dự án gì đấy, một cái tính năng nhỏ thôi, thì các bạn sẽ phải gặp với các bên liên quan, các phòng ban khác nhau rất là nhiều, với các stakeholder nó nhiều hơn, thì khi đấy thì cũng là một cái cơ hội ấy, cho các bạn có thể là tăng cái khả năng giao tiếp của mình lên với nhiều các stakeholder khác nhau, từ các phòng ban khác nhau, không chỉ trong nội bộ team phát triển sản phẩm nữa, thậm chí là cả business, đôi khi có cả team tài chính kế toán nữa, thì các bạn cũng có thể là phải gặp liên quan đến những cái phòng ban như thế vậy.